Yo sé que te gustan los puntos negros tanto como me gustan a mí. Miren lo que es este mega punto negro en la espalda de esta paciente. Deben ser incontables la cantidad de años que lleva eso dentro del cuerpo de esta persona. Este tipo de extracciones no se hacen de manera tan sencilla como se ve ahí. La piel previamente hay que prepararla, hay que esterilizar correctamente todas las herramientas que se vayan a utilizar y por supuesto siempre se deben hacer con guantes. Si te gustó este tipo de video, déjame tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo. Con này nó cho đi học hình. Ủa? Con đi học. Không cho đi, ai ở nhà trông mà cho bái đi. Ít tỉa thôi. Đừng có thế.
Ngọc Hà đó, ở nhà chị luôn. Con thấy cái bé con nhà chị ảnh lấy luôn anh. Đây em gửi bố cái máy này hỏi đi. Vâng, để em gửi cho. Nhận anh ấy. Còn một bên. Này phần này chỉ có mình nai. Ngã là với mình, với anh ấy là ngã chứ với mình là chỉ ngửa người đó thôi. Ngã là đè người Vinh rồi sao việc gì nữa. Sao con đây chị? Thank you.